Xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn bài 4 phần Windows Explorer. Thứ nhất là chúng ta sẽ tạo cái thư mục. Cũng giống như những bữa trước, chúng ta mở cái ô Descriptor và chúng ta mở cái OD. Sau đó tạo một cái thư mục, đặt tên. Rồi nếu mà nó trùng thì các bạn tạo lại, nó báo đó là báo trùng. Tiếp theo chúng ta tạo các cái thư mục phía trong. Và trong từng cái thư mục thì các bạn tạo tiếp các cái thư mục con. Cái này là mình đi tới bài số 4 rồi nên làm hơi nhanh một tí các bạn. Và để tạo các thư mục phía ngoài thì chúng ta dòng vào cái thư mục cha. Rồi, tạo một cái thư mục, tạo một tập tin trong thư mục Brazil thì chúng ta mở ra và chúng ta tạo một tập tin và đặt tên. Các bạn mở ra và nhập nội dung vào. Do đây là những bài tiếp theo trong cái chuỗi bài nên làm sẽ hơi nhanh một tí. Rồi các bạn cứ nhập nội dung vào. Sau đó các bạn lưu. Bây giờ chép sang thư mục Nga mà Nga châu Âu nên các bạn quay về thư mục gốc. Các bạn mở thư mục ra dán vào. Tiếp theo là đổi tên. Thì các bạn sửa tên. Nhấn F2 để đổi tên hoặc tích phải chọn rename các bạn. Và dời chữ World Cup sang châu Âu. Thì World Cup nó vẫn còn ở châu Mỹ. Thì giờ chúng ta đem qua châu Âu. Tích chọn phải chọn khách. Về thư mục gốc. Chúng ta bay ra. Tiếp theo. Tạo sọt khách trong châu Á. Thì các bạn phải về thư mục gốc. Vô châu Á tạo. Nít chuột phải các bạn, new shortcut. Rồi các bạn muốn đặt tên gì cũng được. Sau đó đặt thuộc tính. Thuộc tính giờ đem qua cái châu Âu thì nít chuột phải Rovati các bạn. Nít chuột phải Rovati. Chỉ đọc thì các bạn read only. Như vậy mình đã hướng dẫn xong các bạn bài 4 phần Windows